có nhiều cái tơ nó tạo ra luôn này, rất là thú vị này, và rất là đẹp. Chào các bạn, quay trở lại với 5 phút mèo vặt. Thì trong video này tôi sẽ làm một thí nghiệm là chúng ta sử dụng cái đĩa CD như thế này, liệu chúng ta có thể cắt được gỗ, chúng ta có thể cắt được ống nước hay không nha. Thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ khoét cho cái lỗ của cái đĩa CD này cho nó rộng ra, bởi vì nó không có gắn vào vừa so với cái máy cắt chúng ta. Chúng ta sẽ khoan thêm cho nó một cái lỗ rộng hơn. Rồi chúng ta thử nha. Chúng ta sử dụng cái mũi khoan tháp như thế này. Và khoan cho nó một cái lỗ rộng hơn. Thì khi chúng ta khoan thì khoan cái lỗ 16 nha, thì nó mới có thể gắn vừa cái đĩa cắt của chúng ta. Thì chúng ta biết á, đĩa CD này rất là mềm, liệu chúng có thể cắt được những gỗ hoặc là nhựa hay không nha. Chúng ta biết là nếu chúng ta dùng cái đĩa cắt sắt hoặc là cái đĩa cắt gạch thì quá là đơn giản rồi. Bây giờ hôm nay tôi sẽ dùng thử cái đĩa CD này, rất là mềm luôn, liệu có thể làm được điều đó không nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tô. Bây giờ đầu tiên là sẽ cắt ống nhựa trước nha. Thử xem cái đĩa CD này nó có thể cắt được ống nhựa hay không nha. Khi chúng ta cắt cái này chúng ta nhớ mang kiếm bảo hộ vào nha. Đây, cắt rất là ngọt luôn nha. Với cái đĩa cắt bằng nhựa này chúng ta hoàn toàn có thể là cắt ống nước rất là ngọt và rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử đối với cái ống đi dây điện nè, chúng ta thử coi nó cắt được không nha. Rất là dễ dàng luôn quý vị, rất là dễ dàng cắt đứt cái ống đi dây điện luôn. Bây giờ chúng ta thử với cái thanh gỗ nhỏ như thế này, liệu xem coi cái đĩa cắt làm từ cái CD có thể cắt được hay không nha. Rồi, chúng ta quan sát. Với việc chúng ta cắt trên gỗ thì cái đĩa CD chúng ta đã bị mòn ha. Cái đĩa CD chúng ta đã bị mòn rất là nhiều và nó chảy. Đây chúng ta thấy nó chảy cái nhựa từ cái đĩa CD ra. Đây. Tạo thành những cái sợi như thế này. Thấy rất là thú vị luôn. Tạo thành những cái sợi mà nó giống như là sợi tơ vậy đó, nó rất là
Đây nó rất là dai đây, rất là thú vị luôn. Thì nó vẫn cưa sắp đứt đây nè, sắp đứt thì vẫn là cưa được nha, nhưng cái là nó tạo ra những cái sợi và nhựa nó chảy ra thành khối như thế này, và cái đĩa CD của chúng ta đã mòn đi rất là nhiều rồi, còn rất là nhỏ luôn. Vì chúng ta có thể kết luận rằng là với cái đĩa CD này thì chúng ta hoàn toàn có thể cắt được nhựa một cách dễ dàng. Tuy nhiên để cắt gỗ thì nó sẽ không có cắt được, và nếu có cắt được cái chăng nữa thì cái đĩa chúng ta cũng sẽ bị mòn rất là nhanh, tạo thành ra những cái sớ này rất là thú vị luôn. Để chúng ta xem. Rồi vừa rồi là tôi đã làm một cái thí nghiệm vui, đó là dùng cái đĩa CD để cắt ống nước nè. Thì cắt ống nước thì rất là ngọt này, cắt cái ống đi dây điện thì cũng rất là ngọt luôn, và cuối cùng là cắt gỗ. Thì việc cắt gỗ nó sẽ rất là khó, không dễ thực hiện tí nào cả, tạo thành những cái sợi rất là thú vị luôn, như là sợi tơ vậy đó, và nó bay khắp nơi luôn, vương vãi khắp nơi. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, và hẹn gặp lại chúng ta ở những video thú vị tiếp theo. Có nhiều cái tơ nó tạo ra luôn này, rất là thú vị, rất là đẹp. Những cái tơ này nó tạo ra là do chúng ta dùng cái đĩa CD chúng ta cắt trên gỗ.